Rồi, xin chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay em lại có thời gian làm cái món nướng này để review cho bác coi. Đấy, thì hàng hôm nay em đã đóng hết sạch cho bác rồi, không còn gì nợ đơn của ai nữa. Thì hôm nay em dành một chút thời gian, nói chung là test cái bếp này cho bác nhé. Con bếp này là của Sanyo, trước em có quay trên cái video đó nhưng mà nó không có review cho các bác. Riêng cái con này là công suất nó 1300W và nó bị cứ bị mẻ ở miếng ở chỗ đây. Đấy. Khi vận chuyển về, tại vì cái khay này nó quá nặng. Cái khay này của nó nặng khoảng 4,2 kg, 4,3 kg nhá. Mà đường kính nó chỉ khoảng dài khoảng 30 cm thôi. Ở dưới này có một cái khay để hứng mỡ khi chảy xuống. Đấy. Cái khay này nó dày. Nó rất dày nhá. Đấy, nên là cái nhiệt nó sẽ rất là nóng. Mà con này nó không có hoạt động chỉnh nhiệt bác nhá. Khi mình cắm điện cái này nó chạy luôn, nó đốt nóng ngay. Thì cái con này thì tại sao nó làm vậy, thì là nó mô phỏng giống như là một cái bếp than ấy, kiểu như vậy. Đấy, nên là nó không có chỉnh nửa nữa mà nó cho maximum chạy 1300W luôn. Đấy. Nên là nó rất là nóng, cái khay này dày mà nặng lắm, khay này nó bằng gang cơ. Đấy, gang đúc. Thì cái này bác hay đi ăn bò bít tết các thứ ấy, người ta hay làm một cái khay kiểu như vậy. Đấy, rất nặng. Này sẽ nướng thịt xem nó nhanh, nói chung là để thời gian nó nóng cái khay lên, nó mất khoảng 3 đến 5 phút. Đấy, khi mà nóng rồi thì đảm bảo các bác nướng thịt bò nó cực kỳ nhanh luôn. Thịt nó sẽ chín rất nhanh. Tại vì khi mà nhiệt nó đã đủ rồi. Thì nếu mà bác ăn trong vòng 1 tiếng thì bác chỉ mất khoảng 1,3 kg điện thôi. Đấy, thì tương đương với khoảng cho là 5.000 đồng đi. Đấy. 5.000 đồng thôi bác nhá. Đấy, rất là rẻ. So với các bác mà muốn nướng than thì bác phải mất 10 đến 20 ngàn thì bác mới nướng được thịt thiếc như thế này. Đấy. Tại vì sao than thì nó sẽ khói, nó sẽ nói chung là nó khói nhiều hơn so với mình nướng bằng cái điện này. Đấy, cái thứ nhất, với thứ hai than thì nó độc hại hơn. Thì bên Nhật người ta không có dùng nướng bằng than nữa bác nhá. Bên Nhật thì bao giờ người ta nướng bằng điện. Đấy. Bác thấy miếng thịt chưa? Đấy. Rất nhanh nhá, chỉ trong vòng khoảng cỡ phút thôi là thịt bò đã tái rồi. Tại vì cái khay này nó rất là dày nên là nhiệt nó sẽ giữ ở đó rất là lâu và nó nóng rất là nhanh. Mình bác là thích ăn kiểu như là chín kiểu tái tái các thứ ấy. Đảm bảo các bác là sẽ rất ngon. Bác nhìn miếng thịt bò chưa? Đấy, miếng thịt bò như thế này, bác nào mà đang đói mà đang ngoài Bắc mà đang lạnh lạnh như thế này, cầm một chén rượu lên. Đấy, miếng thịt nóng như thế này thì đảm bảo các bác thì nói chung cái khâu chuẩn bị nó sẽ không mất thời gian. Lưu ý cho em nhé, khâu chuẩn bị đặc biệt nó sẽ không mất thời gian. Nướng than bác phải bụi bặm, khói mù mịt, mà than thì không thể nào chỗ nào cũng thể nướng được. Than là đặc biệt là phải chỗ nào thoáng mới nướng được nhé. Còn nhiều khi nhà chật hẹp mà không thể nướng bằng than được nhé. Còn cái này mình có thể dùng được nhé. Nó không khác gì mình nướng ở ngoài quán tiệm, mà những tiệm bây giờ hiện đại bây giờ người ta nướng bằng điện hết, người ta không có dùng than nữa. Than nó sẽ khói độc hại. Bên Nhật các bác không bao giờ thấy người ta nướng than đâu, người ta đều nướng bằng công nghệ hết. Mà cái này sản xuất cách đây cũng rất là lâu năm rồi, Sanzo thì cũng lâu rồi. Mà đặc biệt con này khay dày nhá. Khi mới thì nó hơi khô khô một chút đấy, hơi dính dính, nhưng mà khi mà mỡ nó chảy ra rồi thì nó sẽ dính, nó không dính nữa nhá. Đấy, tại vì khi cái kẻ bác dùng cái gì chăng nữa thôi. Giống như bác đi ăn xào thịt bò thì biết, thì trước khi cái khay người ta không bỏ dầu thì cái gì xào nó cũng dính. Như đây mình không có bỏ dầu, bỏ giấc gì cả. Khi giấc thịt mình cho một chút xíu, đấy, một tí dầu vào, mình bỏ ở đây, đấy, nó chảy mỡ ra cái này nó khay nó sẽ không có dính. Khay nó cũng có chán cứng dính rồi. Đấy, bác là miếng thịt bò này. Nói chung là cái đấy bác thấy cái video em quay là bây giờ mới được là 4 phút 20 thôi. Mà cái miếng thịt bò này đã có thể ăn được rồi, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, nhìn nó tuyệt vời làm sao. Đấy. Ngon không? Mở hết camera của em rồi. Đấy. Em quay này miếng thịt nó rất là chuẩn các bác nhá. Tại vì em quay bằng cái ánh đèn ánh sáng vàng. Ở trên nó dọi xuống ánh đèn của Nhật đấy, đèn Daikyo đó. Em đang dùng nó. Em mới nhìn này, đấy, video của em nó sẽ nhìn rất là rõ nhé, cực kỳ rõ luôn đấy. Cái thịt bò này, nhìn ngon này. Đấy, tái rồi, đấy, chứ còn khoảng 5 phút thôi.
cho là mình khâu chuẩn bị mình bật điện lên nữa là 10 phút là mình đã ăn được rồi. Đấy, cả nhà gia đình nhâm nhi. Đấy, cái này nướng có 4 5 người ăn là vô tư nhá. Không phải đợi đâu các bác ạ. Khi mình ăn nữa là nó vừa nướng trên này nữa là ok. Tại vì con này nó không cho phép chỉnh nhiệt. Bởi vì sao? Bởi vì cái khay nó rất là dày nên là người ta nó làm nó cố định là khi mình cắm điện cái là nó sẽ chạy luôn hết công suất của nó luôn. Nướng nó sẽ rất là nhanh mọi nhá. Con này là chỉ nướng không thôi, dưới hai thanh đỏ thấy chưa? Hai thanh cực kỳ đỏ luôn. Ở dưới này có cái khay hứng mỡ rồi. Trắng men ở dưới rồi. Nên là ở dưới bác cho thêm một tí nước vào. Đấy, tí nước ở phía dưới để nó rớt mỡ xuống, nó không dính vào cái khay ấy, nó không nóng không bếp vào, khi mình vệ sinh rất dễ. Thì nướng xong thì mình phải vệ sinh ngay, dùng những cái bàn chải mình cọ ngay phía dưới này, phía dưới của cái khay ấy, là mỡ nó sẽ bám ở phía dưới, tại phía dưới nó sẽ không làm từng dính, thì mình vệ sinh. Thì quan trọng là nó làm nóng phía trên, nó sạch phía trên là được rồi, phía dưới thì mình có thể sơ sơ hơn. Rất ngon nhé. Rồi, thì mời các bác ăn tối cùng với em nhé. Rồi, chào các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em nhé. Cái này thì nó rất là nặng, dày. Giá là 850 thôi các bác. Bác nào nhanh tay thì sở hữu một con. Coi như một cái bếp than. Nhưng mà nếu bằng điện của Nhật. Đấy. Một lần bác chỉ dùng hết một tiếng thì bác chỉ hết có 5.000 tiền điện thôi. Không tới đâu, nhưng mà em nói là 5.000 tiền điện thôi cho nó thoải mái. Đấy, cách xa nhiều tiền so với than bác nhá, mà nó không ô nhiễm môi trường. Đấy, mình ngồi ăn nó cũng sạch sẽ nữa. Rồi, tạm biệt các bác nhá.